tiệc của chúng ta vẫn còn rất là dài. Anh Nghĩa ơi, anh bớt làm MC đồ lại. Tại vì á là khách đến nhà không trà cũng rượu đồ này nọ. Đó, có trà sẵn không có rượu dạ thôi. Dạ không, cái đó em chỉ ví von thôi. Nãy giờ tụi em hát cũng nhiều mà chưa thấy anh hát. Anh xong trà cho em. Thôi ơi, thôi. Em đánh không rồi. Em ơi. Dễ đi. Em đánh không được anh rồi. Bika ơi, cái lời đề nghị này nó phù phiếm lắm nha. Mời em về chỗ. Đánh giùm luôn nãy giờ, xin lỗi anh nha. Thôi được rồi, anh sẽ hát tặng mọi người một bài hát sôi động và anh muốn rằng tất cả mọi người chúng ta cùng ra sàn nhảy cho vui nè. Ok. Đồng ý không? Yeah. Ngại ngùng bước chân buồn, em đã sang ngang rồi, đành thôi nhớ mong gửi theo gió đông tình yêu giá bằng vào nơi cuối trời nhớ sầu đông con đêm bao giờ. Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, cảm ơn bài hát nhép của anh Nghĩa. Một trảo tay cho anh Nghĩa hát nhép nào. Cái gì vậy? Ở đây bao nhiêu con người làm chứng, cả triệu khán giả truyền hình làm chứng. Tôi hát thiệt, tôi hát live mà. Các bạn ơi, bây giờ thì đã đủ rồi đúng không? Dạ. Âm nhạc đã mang chúng ta đến gần nhau hơn, làm chúng ta cảm thấy vui hơn. Và bây giờ sẽ là một cái trò chơi cũng liên quan tới âm nhạc. Chỉ có điều là nó không có phải là lên bổng xuống trầm, nó dìu dặt như những bài hát mà anh em chúng ta thường hát. Và cái bài hát này, những bài hát mà anh em chúng ta chuẩn bị mang đến cho nhau á, nó sẽ không có lời, nó chỉ là giai điệu thôi. Trò chơi có tên là giai điệu E. Thành viên nào đó lên đây đứng cùng với anh, anh sẽ cho các bạn xem một cái tên bài hát nào đó và các bạn sẽ phải hát lại cái giai điệu của bài hát ấy, nhưng mà bỏ hết tất cả lời đi, chỉ hát bằng chữ E không thôi. Bây giờ thì hiện nay hai gia đình bên đây vẫn đang dẫn trước đúng không? Đây là trò chơi thứ tư, thì luật chơi là đội nào cao điểm hơn sẽ phải thi trước. Gì? Em chọn ai? Lâm Hoàng Quỳnh. Ok, Lâm đi trời, Lâm ca sĩ rồi trời. Ok, rồi rồi em. Em hãy tự tin vì đội của em có tới 2 ca sĩ lận. Khi em hát cái giai điệu E ra, bạn nào mà đáp đúng cái đáp án tên bài hát thì sẽ chạy lên đây thế chỗ của em. Và một bài hát được chọn đúng á thì các bạn sẽ mang về cho nhà mình 5 điểm. Chuẩn bị chưa? Thời gian bắt đầu. Nửa phần trăng. Ok. Xác chi lên. Wow. Trời dễ quá mà. Wow. Trời dễ quá mà. Cái con bánh bèo dụng này. Wow. Được. Nó lựa. Gì vậy? Hai từ. Được không? Lâm lên. Lâm. Trời ơi Lâm. Bỏ luôn. Quỳnh lên. Qua đi. Còn đâu nữa anh đưa em về đấy. Bà biết không mà hoa không mà. Quá. Đi ngoài phố. Trời tôi già chết rồi. Phải ca sĩ không? Bà này phải ca sĩ không vậy? Thôi qua luôn đi. Trời ơi. Quá em quên rồi. Bà điệu quá. Không có nhớ giai điệu. Quá điệu. Thì thôi ta vô đi kìa. Quắc. Cho nhớ lại. Cái bài nãy mà hai em rối trí á, cái bài nó quen quá mà Bùi Anh Tuấn hát bài gì? Nơi tình yêu bắt đầu. Nơi tình yêu bắt đầu. Trời ơi. Các bạn đã đoán được 4 bài hát, mang về cho nhà mình 20 điểm.
một cái đội ca sĩ rợp trời như vậy đó mà đoán đúng có 4 bài mà để cái con hề nào? Với cái con chủ tập tạ đón không. Đây coi đây, đội không ca sĩ nè. Vô em chọn ai? Em chọn chị. Thôi chết rồi biết. Vô ơi, em thật là khéo khi em quyết định chọn mở mở màn. Mọi người hãy yên tâm, kinh nghiệm tràn trề, thất bại là mẹ của thành công. Đúng rồi. Yên tâm. Yên tâm. Puka, dạ. Bớt nói đi, đời em sẽ may mắn hơn. Ồ dạ. Dạ. Thời gian bắt đầu. Trời ơi bà dễ. Qua đi, qua đi, qua đi. Qua. Qua luôn. Qua luôn hả? Lỗi người đi. Cái ia đâu nè bà? Ia rõ ràng. Mẹ có yêu không nào? Đúng rồi, đúng rồi. Đi lên. Tình khúc vàng. Trời ơi, hai ông nội không biết từ mà hát nữa. Trời ơi, cuối. Thời gian lắng động rồi, người dữ ơi, người nhẹ 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 ông yêu không biết ông à. Có con đâu, em đi chơi con đâu. Sao, cả muốn ca. Muốn ca nữa kìa. Cánh chim không mỏi. Quay ra. Cái gì đó mày. Mày mày đúng không? Mày 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 lên mày lên. Cái bài gì nè, cái bài gì? Hết giờ. Hết giờ. Cuối cùng bà Bu là cái người mà đoán được nhiều nhất. Hay ghê không? Em ghê quá chưa? Mệt mỏi với cái đội em. Chỉ có điều là lúc bà hát không ai nghe ra giai điệu gì thôi. Anh thấy không? Em mất cái tông gì thông minh cao quá, em bị sặc. Còn bài bay, tao nhìn làm ráng làm lời đi, làm gì động đất cho ai nghe. Biết anh đoán bài gì không? Đội bên đây, sao thì làm như là cô gái Sài Gòn đi tả đạn vậy đó. Ủa cái gì vậy? Tưởng là tiếng bơm luôn đó má. Thì có Du đã cố gắng hết sức, nhưng đội của Du chỉ đáp án đúng được 3 bài hát, mang về 15 điểm. Kết quả chung cuộc sau 4 thử thách như sau: đội của Du 30 điểm, đội của Di 36 điểm. Như vậy là chúng ta sẽ chia tay với đội trưởng là bạn Du ở đây. Mời em lên đây nha. Em đến với đêm tiệc của anh Toàn là mấy anh chị mà quậy quá, sôi quá, tưng bừng quá, em có cảm thấy bị khớp không? Dạ có. Dạ hả? Em thấy rất là rung. Rất bị rung, rất là rung. Dạ. Nhưng mà giờ còn rung không? Dạ hết rồi. Thêm anh chị dễ thương dạ. Mà đúng không? Dạ đúng. À, nếu như là có dịp quay trở lại với chương trình gặp gỡ lại những anh em nghệ sĩ còn khớp còn rung nữa không? Dạ chắc chắn là không rồi. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã đến với bữa tiệc của anh ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì mời em qua kia ngồi uống nước chút xíu. Và các bạn, chúng ta sẽ đến với trò chơi cuối cùng của đêm tiệc cùng sao.